Hai đứa đứng ngượng ngượng lên cho đẹp hai đứa. Ê có để riêng 5 hộp nạ vô trong chưa? Ừ để thêm 4 hộp. Ủa mấy cái hộp ngoài đây bỏ vô trong hết rồi đúng không? Em lặng im không nói. Dạ dạ cô để đó cho con. Lại là phay pháp và nạ dừa nha. Đây. Nạ dừa về, nạ dừa về. Xin chào mọi người. Đây là phay pháp nha mọi người. Trời ơi, ngày nào cũng đi phay pháp hết. Bán mạnh như thế này. Đó. Đi phay pháp. Phay pháp cái hộp. Đây. Hôm nay ngày mấy nhở? Ngày 10. Ngày 9 hả? Đây, đắt mới. Đó mọi người thấy không? Ngày 9 tháng 7 2020. Em sản phẩm phay này lúc nào cũng hot hết. Body cuối tuần em, chị có đăng trên Facebook rồi á thằng. Thứ 7 là tỉnh, chủ nhật là Sài Gòn ha. Đây, nạ cô về, nạ cực kỳ xuất sắc luôn. Cái lóc nạ đâu? Ôi ôi, đang chuẩn bị tí nữa có ủ nữa đây mọi người. Đây. Một hộp nạ xịn to như thế này nha. Hello mọi người. Đó, một hộp nạ vậy là sẽ có 6 miếng. Nạ này là nạ dừa nha, từ 100% từ dừa lên men luôn, đắp bao đã luôn. 6 miếng như thế này nha mọi người. Một hộp là 6 miếng như thế này nha, đắp một miếng này thôi bằng các bạn đắp 10 miếng nạ giấy thông thường, đắp rất là phê luôn. Bao đã luôn. Đó là cái số lượng nhà A đi lúc nào cũng nhiều ha, sản phẩm nào bán cũng chạy hết tại vì sử dụng rất là hiệu quả. Mọi người có muốn coi cái tiếp tẩy da chết sợi dừa non không mọi người? Đây, đây đang cho đi giao hàng luôn. Đang giao hàng cho Tâm Beo. Hôm nay là giao phay nè. Đó, giao phay với nạ. Hôm nay giao phay với nạ với ủ trắng. Dung dịch vệ sinh thì cũng cháy sạch luôn. Ủa, cái dung dịch vệ sinh này của ai? Thì thấy Hiền à? Rồi. Vậy tí nữa giao nạ với lại giao cái đó luôn cho Hiền đi. Mọi người ơi, đây là cái tiếp tẩy tế bào chết nè, dễ thương không? Trời ơi, nhìn nó thấy cưng ghê luôn. Đây nha mọi người, đây là cái tiếp của tẩy tế bào chết nha. Cái tiếp này á, một tiếp như thế này sử dụng nhìn vậy chứ sử dụng rất là lâu nha. Tại nó từ muối nên các bạn chỉ cần một kiểu giống như là một hạt gạo thôi là tẩy hết được mặt rồi. Hello nè. Đó, một hạt gạo thôi là tẩy được hết mặt. Một tiếp vậy dùng ít nhất cũng phải tới 3 tháng là chuyện bình thường nha. Tại vì dùng cho mặt nên nó rất là lợi luôn. Đó, cái tiếp dễ thương muốn chết luôn. Trời ơi, hôm qua mới up lên là coi như là cháy hàng luôn. Mới up lên là coi như là không nhận đợt 2 luôn. Dễ thương quá. Khách mua 2 tiếp như thế này là có giá sỉ rồi. Một tiếp như vậy là 100 ngàn. Mua 2 tiếp như vậy là 180 ngàn đúng không? Mua 2 tiếp như vậy, được 2 tiếp như vậy được 180 ngàn. Mà nếu mua 10 tiếp hay 5 tiếp càng lợi, rẻ hơn rất là nhiều. Dễ thương quá trời. Khi nào cố gắng ra trước event để cho các bạn bán ha. Có gì rồi, có mụn chưa? Dạ. Có chú quay về con luôn đi. Mấy giờ mới cắm? Mấy giờ mới cắm? Mấy giờ cắm tải? Đi đâu? Qua Hiền đi. Không cắm. À, rồi ok. mặt nạ, đúng rồi, đây mặt nạ nha. Cái tiếp dễ thương quá. Trời ơi, cưng lắm, tiếp ngoài dễ thương lắm. Đây. Trời ơi, đang đợi vô chức nữa là đúng xuất sắc luôn thôi. Cưng lắm luôn. Đang đợi có hộp đồ này nọ nữa nha. Đây là cái tiếp trong nè mọi người, đợi vô. Bây giờ đợi tiếp về nha, là chiếc vô và giao cho mọi người nè. Dễ thương cực kỳ luôn. Xài lâu lắm nha. Nhỏ nhỏ nhưng mà xài rất là lâu nha.
Xài ít nhất cũng phải 3 tháng cái tiếp này. Từ muối nên xài lợi lắm. Dùng riêng cho da mặt. Bỏ đó giùm chị với. Ủ tí nữa là ủ qua luôn. Ủ hôm nay cũng xuất kho. Ủ hơn gần 10.000 ủ. Đây mặt nạ dừa. Bạn nào mà đã dùng biết bao nhiêu loại mặt nạ rồi mà không hiệu quả thì nên sử dụng em này một tuần 2 đến 3 miếng bao phê luôn. Đắp là bao da căng bóng và mềm mịn luôn. Ai có thói quen hay đắp nạ nên mua thử một em cái nạ dừa này về đắp hơn. Một miếng này thôi dưỡng chất bằng bằng tới gần 10 miếng nạ giấy thông thường. Rất là ok luôn á. Tại vì nhà A bán rất là chạy ha. Một hộp vậy có gồm 6 miếng như thế này nha mọi người. 6 miếng như thế này. Một hộp 6 miếng như thế này với giá là 220.000 thôi. Đây nè, để Huy xin xé cho mọi người xem thử luôn. Cầm máy cho chị với. Cầm máy cho chị đi. Đúng rồi, ai cũng lên bill tẩy tế bào chết gấp đôi hết. Tại vì bảo đảm là sẽ hot luôn, ra bán sẽ rất là ok luôn á. Mọi người qua giờ là lên tới gần 3, trả hết 30.000 tiếp. Xong xuôi là đợt 2 là phải đặt thêm liền chứ không thôi là hết. Đây, hy sinh cho mọi hy sinh luôn, xé luôn một miếng nạ này. Tại vì miếng nạ này bình thường mọi người đắp một miếng nạ giấy á, thì cái tinh chất của miếng nạ giấy sẽ không thẩm thấu nhanh bằng cái miếng nạ dừa này. Tại vì nạ dừa này là lên men nè, ủ lên men, công đoạn nó rất là cầu kỳ luôn mọi người. Làm tại cái này Phương Anh có một cái clip mà sản xuất thì mọi người có thể vào xem cái công đoạn sản xuất của em nạ này rất là cầu kỳ luôn. Nên á, khi mà mọi người đắp á, bao nhiêu dưỡng chất của em nạ này nó sẽ thẩm thấu vào da của các bạn gấp mấy lần cái miếng nạ giấy thông thường. Nên với cái lý do mà bây giờ những cái khách hàng mà luôn ưu tiên chọn cái miếng nạ mà nạ từ làm bằng từ thạch dừa như thế này á, khách toàn là chọn loại này không, vì đắp nó rất là hiệu quả trông thấy rõ luôn. Đây, hy sinh luôn cho khách xem cái chất ha. Đây, một mà cái đặc biệt một cái là của nhà A là dưỡng chất vô cùng nhiều luôn, là mọi người xem nè. Cái dưỡng chất ở trong cái miếng nạ đó mọi người nè, thấy nè, có loại nào ở bên trong đây là còn có nha. Khi mà mọi người đắp nạ, mọi người lưu ý với Phương Anh nè, đi qua bên đây nè, đây qua đây đi, xích qua chút hơn đây, trong đây mọi người có thấy không đó, tinh chất dưỡng chất này không là đã biết bao nhiêu tiền rồi nha mọi người. Cái dưỡng chất này không nè, bình thường những cái nạ khác nó chỉ có chút xíu dưỡng chất thôi, nhưng mà ở công ty mình là cái miếng nạ dừa mình nè, dưỡng chất mà nó nhiều như thế này là mọi người biết da nó căng bóng cỡ nào. Cái này mọi người nhớ là thoa lên da mặt trước nè, đó nó nhiều lắm nè, đó dưỡng chất của cái nạ dừa nè mà nó nhiều cỡ này nè mọi người. Đó mọi người lưu ý nha, là thoa lên da mặt trước, thoa giống như Phương Anh nha, thoa luôn ở vùng cổ nha. Tại vì cái dưỡng chất này rất là đắt đỏ nên mọi người đừng có bỏ, rất là uổng phí nha. Thoa vùng mặt xong rồi đến thoa vùng cổ nè. Đó, tại vì bây giờ Phương Anh không có quay được trực tiếp cái mặt không thôi đè, mà mọi người thấy nè là vẫn còn nè, thấy không? Đó, cái này là ngon, là ngon những cái dưỡng chất này. Bởi sao mới nói là nên dùng cái miếng này mà nó hơn 10 miếng nạ giấy thông thường là có lý do. Tại vì biết sao mọi người, dưỡng chất nó nhiều như thế này, có miếng nạ nào mà dưỡng chất nhiều bằng này không? Khi mọi người cứ nghĩ đi, bao nhiêu collagen, bao nhiêu dưỡng chất mọi người đắp vào da, nó thẩm thấu hết vào da, nhiều dưỡng chất như thế này thì sao mà da các bạn đắp không đẹp, không căng bóng được đó. Nó mướt nè, mọi người thấy chưa? Nó mướt, nó căng bóng. Đó là mọi người thoa lên da mặt trước, thoa lên da mặt xong rồi bắt đầu dư cái phần tinh chất này mọi người cứ thoa lên vùng cổ nha. Thoa lên vùng cổ cho Phương Anh. Đây, cái miếng nạ bên công ty là sẽ có hai cái miếng vải định hình bên phía bên ngoài, cái miếng nạ thạch là ở bên trong. Đây cái miếng nạ đây nha, cho mọi người xem thử. Vì sao công ty bán được số lượng lớn như thế này? Tại vì nó đắp hiệu quả, nó đắp ra nó căng bóng, nó làm mờ đi những cái vết thâm và nó săn chắc da của các bạn. Những bạn nào đang bị lão hóa khi mà đắp cái sản phẩm này xong, da nó căng đét luôn, nó căng mà như trẻ thêm mấy tuổi vậy đó các bạn. Đó, Phương Anh hướng dẫn là các bạn tháo một lớp ra. Miếng này có 3 lớp lận, miếng nạ này có 3 lớp nha. Mình tháo lớp đầu ra nè. Đó, cái lớp nạ của nó là bên trong nè, mọi người thấy không? Đó, lớp nạ dừa bên trong nè. Cái này là các bạn nào mà đã ăn thạch dừa chưa? Từ nhỏ đến lớn thì mình đã ăn thạch dừa chưa mọi người? Nếu mà mọi người đã ăn thạch dừa rồi là mọi người sẽ biết được cái miếng nạ dừa này nó làm từ miếng thạch. Đó, mọi người thấy không? Làm từ miếng thạch như thế này.
nó áp sát vào da. Đó, đó, nó áp sát vào da như thế này. Khi mà các bạn áp lên mặt ha, nó sẽ áp sát vào da của các bạn luôn. Đó, bao sát luôn. Các bạn có thể làm việc nhà hay như thế nào mà không yên tâm là không có bị rớt miếng mặt nạ là cái thứ nhất nè, không có bị nhiễu nước là cái thứ hai nè. Đó, và bao nhiêu cái tinh chất nó thẩm thấu vào da gấp mấy lần cái nạ giấy thông thường là do cái miếng này. Đó, nó hấp thụ, nó hấp hết, hấp thụ vào da hết của mình luôn. Đó, đó các bạn thấy không? Nó ăn tiệp vào cái làn da của mình. Khi mình đắp lên á, khi mình đắp cái miếng nạ dừa này là nó ăn tiệp vào làn da của mình luôn. Nó khít như vậy nè, nó không còn một cái lỗ trống nào mà để mà chảy hết những cái tinh chất quý giá của mình ha. Đó, là nó sẽ thẩm thấu hết cái này mà khi mình đắp 10 đến 15 phút là các bạn tháo ra. Đắp 10 đến 15 phút trên da mặt là các bạn tháo ra nha. Là da của các bạn căng ra, trẻ ra, bóng ra, sáng hơn, trẻ hóa da gấp 10 lần. Các bạn cứ thử chụp hình da của mình lúc chưa đắp và da của mình đã đắp xong là các bạn sẽ thấy là da của mình, trời ơi, sao nó khác hẳn luôn. Nó giống như nó có một độ đàn hồi, da của mình nó căng bóng ra. Những cái vết thâm các bạn sẽ thấy, sao nó mờ hẳn đi. Các bạn nhớ chụp lại và để so sánh ha. Đắp một miếng thôi các bạn sẽ thấy sự hiệu quả từ em ấy rồi. Đó, đắp một miếng là sẽ thấy sự hiệu quả. Bé mày mở cửa ra để chút vô đó trước đi. Đây, mọi người thấy không? Khi mà để vô da, mọi người thấy không? Cái miếng nạ giấy thông thường thì nó sẽ rớt. Còn cái miếng thạch, cái miếng nạ từ thạch dừa này, nó sẽ hít vào da luôn. Nó sẽ bám sát vào da, mọi người thấy không? Nè, nó bám sát vào da nè, bám cứng ngắc vào da như thế này. Thì bao nhiêu dưỡng chất của nó sẽ thẩm thấu vào lỗ chân lông luôn. Nên các bạn yên tâm là ở điều đó nha. Đó, nó thẩm thấu nè. Đó, đó, tuyệt vời chưa các bạn? Như vậy mới gọi là dưỡng chất, như vậy mới gọi là mặt nạ dừa chứ. Một hộp như vậy là 6 miếng với giá là 220.000 nha mọi người nha. Nên mua thử, ai dùng biết bao nhiêu loại mặt nạ rồi mà không đẹp thì nên mua thử miếng mặt nạ dừa này dùng. Thì các bạn thấy cái số lượng của công ty đi là các bạn cũng biết. Trời ơi, tiếc lắm luôn. Cho mọi người coi cái chất mà tiếc lắm luôn mà bây giờ phải bỏ đi một miếng nạ nè. Đó, đây là từ thạch dừa đàng hoàng nha mọi người, nhìn nè. Mọi người nhìn cái chất nè. Đó, thạch dừa nó dai như thế này. Làm một miếng nạ như thế này lúc rất là cực luôn á mọi người. Đó, dụng chất trong cái miếng nạ này là xuất sắc luôn, còn nữa luôn á. Dù đã thoa rồi nhưng mà vẫn còn rất là nhiều. Mê lắm chị ngày nào nè, vẫn còn luôn nè, đó. Bởi vì cái mắt, cái đắt tiền là cái dưỡng chất này rồi cái mặt nạ nữa. Đó, mọi người thấy không? Nhiều lắm. Chứ không phải là như những cái mặt nạ khác là dưỡng chất không có thì làm sao mà da của các bạn có thể căng bóng và đẹp được. Dưỡng chất phải có thì da của các bạn mới căng bóng với lại mướt mát với lại thẩm thấu và lỗ chân lông của các bạn mới làm da của các bạn có độ đàn hồi và có sức sống hơn ha. Đó, đó là lý do mà công ty lúc nào cũng đi số lượng như thế này. Mỹ cho chị mượn cái khăn lau cái tay nhẹ đi. Em quay cho mọi người xem. Đó, một hộp như thế này là 220.000 nha mọi người nha. À, lúc trước em có nhai thử luôn. Thoải mái luôn nha. Tại vì cái này là hàng thiên nhiên nên mọi người cứ yên tâm là ai ăn thạch dừa rồi cứ thử đi. Nhưng mà mọi người yên tâm là hàng này là tự nhiên 100% luôn á. Mọi người có thể vào coi cái quá trình mà công ty làm ha. Ủ lên men đồ này nọ nó rất là phức tạp luôn chứ không phải là nó gì. Đây, để Phương Anh cho mọi người xem thử cái tay mà khi mà nó đã thẩm thấu nè. Khi mà cái tay của Phương Anh nó đã thẩm thấu cái dưỡng chất nè. Cho chị mượn cái khăn chị lau sơ qua đi. Đây, cái này là Phương Anh chưa đợi nó khô nha, mà khi mà cái dưỡng chất nó thẩm thấu nè, da nè mọi người thấy không? Khi mà thẩm thấu nè, da nè nó căng ra nè, nó bóng nè, nó mịn cực kỳ luôn. Đó mọi người thấy không? Bóng và nó rất là mịn. Khi mà lên áp lên da mặt của mình là các bạn cảm thấy nó căng. Bắt đầu da của mình nó căng ra và da của các bạn sẽ không có bị lão hóa ha, không bị lão hóa với lại trắng và sáng ra rất là nhiều luôn. Đó. Rồi cho chị mượn cái khăn nhé, đưa khăn đi. Quay số lượng đi. Đông. Đây. Rồi. Mọi người biết đây là gì không mọi người? Mọi người biết đây là gì không? Mỹ khui cái thùng, một thùng ở trong đây ra đem.
hàng lúc nào cũng như thế này mọi người, hàng lúc nào cũng như thế này. Đi là đi bớt rồi nha. Đây, đây là sản phẩm đang được các bạn quan tâm rất là nhiều. Ủ trắng tinh thể nước, ủ trắng tinh thể nước nha mọi người. Đây, hôm nay ủ trắng về nè, hôm nay ủ trắng về nha mọi người nha. Cái hũ ủ trắng hôm qua có không? Đây, đây sản phẩm ủ trắng tinh thể nước. Cái loại này có thể dùng qua đêm được luôn. Bé Mỹ cầm máy cho chị Trúc. Đó, hàng đang xếp vô đây. Mấy chị nào mà sử dụng nè, mấy sự nào chị nào mà sử dụng kem hoài không trắng nè, sử dụng nhiều loại tắm trắng rồi mà trắng ảo, trắng xanh nè, không có bực tông như là những cái lời quảng cáo, thì mấy chị nên sử dụng kem ủ trắng tinh thể nước này nha, ai có mê tích nha. Trời ơi, em nói luôn, có cái sản phẩm nào mà vừa tắm trắng được, mấy chị có thể vừa tắm trắng được mà vừa có thể ủ qua đêm được. Có nghĩa là mình sử dụng vào ban đêm được luôn, có nghĩa thoa lớp mỏng, ủ qua đêm, ngày mai tắm, ngày mai dậy tắm và thoa lớp kem lên. Không cần thoa, chưa thoa nữa, mấy chị tắm sạch thôi là thấy da đã trắng bóc rồi. Còn ai á, mà chị muốn tắm thôi thì thoa đều lên toàn thân, xong rồi để không cần phải ngồi toilet 15 phút mà chỉ cần ngồi trong toilet 3 đến 5 phút massage, tắm sạch lại, da trắng bum luôn. Bây giờ em thử trên live cho mấy chị xem cái ủ trắng tinh thể nước này luôn nha. Thứ nhất nè, nó làm mờ đi những cái hắc tố làm sạm và làm đen da của mình nè. Thứ hai nè, là không trắng ảo, không chăm chích, không làm xanh tay, không có bị đau buốt những đầu móng tay, đau buốt những cái đầu móng tay như những sản phẩm tắm trắng trên thị trường. Rồi, không có bị loang lỗ rồi vàng lông đồ này nọ đâu ha. Cái loại này đang là loại ủ trắng được rất rất là nhiều chị em kiếm và mua sử dụng. TikTok đang rất rất là hot em sản phẩm ủ trắng này luôn nha mọi người nha. Lướt đâu là thấy đó luôn. Rồi, ok, bây giờ đợi hàng vào là em test cho mấy chị xem thử cái chất ủ trắng này luôn. Đây, Mỹ cầm Mỹ test giùm chị đi. Tay chị hồi nãy dính cái gì. Đây, để. Rồi, thấy không? Đây. Chất chồng đây luôn cũng được. Từ từ so sánh tay cho mọi người xem thử đã. Đây, cái hũ này là em đang xài luôn hả mọi người? Xài vậy chứ lợi lắm nha. Nói chứ 299.000 một hộp mà mua 3 hộp với giá ấp, mua 2 hộp là có giá sỉ rồi. Mua 2 hộp là chỉ còn 460, tính ra là 240 một hộp. Đúng không? À, tính ra có 230.000 một hộp nếu mua 2 hộp. Mà mọi người nghĩ đi, mua một set tắm trắng mọi người có thể là tốn hết 100.000 rồi mà tắm được có 1 lần. Nhưng mua một cái hũ này của em nha, là ủ qua đêm thì ủ được 1 tháng. Còn mà tắm trắng thì tắm ít nhất trên 10 lần. Cái nào lợi hơn? Tất nhiên là cái này lợi hơn rồi. Mấy chị cứ nghe giá rẻ thì mấy chị tưởng lợi hơn, nhưng mà thật sự là ủ trắng giá lợi hơn rất rất là nhiều. Đó, đây hàng về. Hàng về mọi người thấy không? Cứ gọi là bán được là cứ hàng ầm ầm thôi mọi người. Nếu mà không hiệu quả thì người ta mua một lần là người ta không có quay lại nữa đâu mấy chị. Khách em nha, mua 2 hộp, mua 1 hộp chứ. Không tin, mới đầu mua 1 hộp giá 300.000, về dùng đã quá, mua 2 hộp được giá sỉ 460.000. Rồi, dùng mê luôn, quất một lần 10 hộp, mấy chị tin không? Mua một lần 10 hộp chị để dùng thôi chứ không phải để kinh doanh nữa. Rồi những bạn mà đã thử cái chất này xong, những cái bạn mà đã thử cái chất ủ trắng tinh thể nước này xong, rồi bắt đầu mua về nhập sỉ bán luôn. Đó, mọi người cứ nhìn số lượng nè. Đó, hôm nay là 10.000 cái hũ ủ trắng tinh thể nước này đi trong một nốt nhạc. Tí nữa em sẽ chụp từ camera cho mấy chị xem, đi hết sạch. Đi hết sạch hết cái đống trong nhà là luôn, hết sạch sẽ luôn. Rồi. Đó, bây giờ đợi chút xíu nha. Em chút xíu nữa cho bé Mỹ test thử cho mấy chế xem luôn. Khách lẻ bên em mua 1 hộp cho bạn test ké xong. Ké xong rồi quay lại mua 4 hộp. Khách em mua lần 2 hộp để được sỉ. Đóng cửa lại em, ra đóng cửa lại. Rồi bé Mỹ test cho mọi người xem, em để cái hộp xuống đi. Đó, hai tay nha, rồi test đi.
Đây nha, đây chỉ là ủ trắng thôi, là mọi người thấy nó đó. Bây giờ bé Mỹ sẽ test cho mọi người xem thử cái chất ha. Chỉ cần, không cần phải thoa quá nhiều nha. Mấy chị tắm trắng thì mấy chị thoa một lớp vừa đủ thôi. Thoa ít quá, thoa ít lên chút rồi đó. Đó mấy chị cứ, đây là trong nhà. Những cái loại tắm trắng khác là mấy chị hay bị loang lỗ, hay bị tím tái xanh. Phải ra ngoài nắng nó mới sáng lên được. Mà ra ngoài nắng là mấy chị thấy nó loang lỗ, xanh lè, xanh lét, trắng bạch tạng, nhìn rất là gì. Nhưng mà mấy chị yên tâm, khi mà dùng ủ trắng tinh thể nước này, không có cái vụ mà trắng loang lỗ, không có vụ mà đau chăm chích những cái đầu ngón tay. Đây, mới ủ có chút xíu thôi mà mọi người đã thấy da bật tông hẳn chưa. Rồi cái tắm trắng nào mà nước nhiều như thế này, chắc lần đầu mấy chị thấy đúng không? Tắm trắng nào mà ủ trắng nào mà coi nè, cái nước nè, ủ trắng tinh thể nước là ủ qua đêm cũng được. Mấy chị tắm trắng mà mấy chị xem đây, toàn là tinh chất. Tinh chất như thế này nó vào da của mấy chị thì nó sẽ trắng, hiệu quả và an toàn cho da cực kỳ. Xem cho em những cái đầu ngón tay nó có bị buốt không, những cái vùng tay này nó có bị loang lỗ, nó có bị trắng tím lên không? Tất nhiên là không rồi, vì cái ủ trắng này nó rất là hiệu quả mà nó rất là đó đó đó, mọi người thấy chưa? Nè, mọi người nhìn nè, đây là một sự khác biệt. Chị mới áp lên da thôi, chị mới áp lên da ủ trắng nghiện luôn. Chị mới áp lên da chưa đầy một phút mà da của bé đã trắng lên như vậy rồi. Tí nữa Phương Anh sẽ kêu bé rửa luôn cho mọi người xem nha. Áp lên da đúng 1 phút, chưa áp, chưa phải ngồi trong toilet 5 đến 10 phút rất là cực. Giờ ai tắm trắng mà phải ngồi trong toilet nữa đúng không mọi người? Đó là cái lý do mà cái ủ trắng này đi số lượng rất là nhiều. Khui cho chị mấy thùng đi Ngân ơi. Đó, đó là lý do mà cái ủ trắng này đi số lượng. Em để khui mấy thùng kia đi. Em để tay đây cho mọi người xem đi. Đó, mọi người có thể xem trực tiếp từ livestream của Phương Anh luôn. Tắm trắng khác không dám livestream, chứ tắm trắng nhà A là live trực tiếp cho khách xem. Đó, hai vùng da rõ rệt và trắng rất là tự nhiên, trắng mà trắng hồng hào mà trắng rất là tự nhiên, không có bị loang lỗ hay tím tái hay là bị hồng cái bàn tay như thế này nha. Có nhiều cái nó bị hồng bàn tay, với lại khách hay nói là chị ơi tắm trắng ủ trắng bên mình nó có bị đau buốt những cái đầu ngón tay này không, thì tuyệt đối xin thưa là tắm ủ trắng này là không hề bị luôn, và đã nói ủ được thì sẽ ủ được qua đêm luôn nha mọi người nha. Đó, nên ai mua ủ trắng tinh thể nước này thì liên hệ Phương Anh để Phương Anh bắt cho hệ thống hoặc là tư vấn cho các bạn đó. Cái tay mà bực tông cỡ này mà mới có chút xíu thôi đó, mới có chút xíu thôi mà nó đã bực tông cỡ này rồi. Em giơ cái lòng bàn tay ra, hai giơ hai lòng bàn tay ra. Đó, mọi người xem nè, hai lòng bàn tay của bé Mỹ rất là bình thường luôn, không có bị tím nè, không có bị loang trắng nhìn giống như bạch tạng đâu nha. Cái này là trắng thật, không chơi trắng ảo, tại vì thời buổi này là chúng ta không chơi trắng ảo ha. Đó, khi mà mình sử dụng cái này xong rồi các bạn dậy, các bạn tắm sạch, các bạn ủ qua đêm lớp mỏng, sáng mai các bạn tắm sạch, các bạn tắp kem vào, tao nói 5 đến 6 ngày da các bạn trắng bóc luôn. Rồi bạn nào lười thì tắm thoa lên giống như bé Mỹ nha, thoa đều toàn thân để đúng 3 đến 5 phút tắm sạch lại với nước nha. Nó giúp mờ đi những hắc tố làm sạm và làm đen da của mình, giúp trắng da lên rất là nhanh. Loại ủ trắng tinh thể nước này á, là cái loại mà cải tiến mới nhất hiện tại, là cái đời mà tắm trắng ủ trắng lạ nhất và kiểu giống như là chưa ai có nha. Chưa ai có, chỉ nhà ai có mình tích mới có cái sản phẩm này thôi. Khi mà đưa lên da là bao nhiêu tinh chất nó thẩm thấu hết vào da. Và những cái nè, em thoa cái chất vào lòng bàn tay cho mọi người xem. Đây, đó, tinh thể nước là nó như thế nào đó. Khi mà tắm lên là bao nhiêu cái tinh chất nó tan ra như thế này và nó thẩm thấu nhanh gấp mấy lần vào lỗ chân lông của các bạn, là nên nó sẽ giúp da của các bạn trắng cực kỳ nhanh, không có một cái chất tẩy hay cái nào mà làm hại da các bạn hết, các bạn thấy không? Đó, khi mà đưa lên da nè, nó tan thành những cái tinh chất để nó thẩm thấu vào da của các bạn. Đó, nên là loại cái tắm trắng này đang là loại tắm trắng lạ nhất và hot nhất luôn. Đó, lấp lánh ha. Nè, là toàn là tinh chất nè, ẩm hết luôn, thấy không? Là toàn tinh chất thôi khi mà đưa lên da. Da này là da trắng thật nha mọi người. Đó, mọi người nhìn hai vùng da. Vùng da đây là đã test rồi, vùng này chưa test. Mọi người thấy trắng bực tông rất là rõ ràng. Đó, vào live luôn mà nó còn sáng như vậy, không cần phải ra nắng, không cần phải như thế nào hết, nó vẫn trắng bung như thế này nha mọi người. Đó, đây là số lượng mà nhà công ty hôm nay xuất hàng cho hệ thống này. Đó, thùng 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 thùng, hàng phải chất lượng thì mới đi được cái
cái thùng nhiều như thế này. Vài bữa, mấy bữa các bạn mới thấy là mình về hàng đúng không? Mà bây giờ nay cũng đã hết rồi đó mọi người. Nay cũng đã hết và bắt đầu giao chuyến mới cho mấy bạn nè. Đó, thùng hàng là xếp lớp lớp luôn chứ không có vụ là xếp điêu đâu nha. Nhà A lúc nào cũng vậy hết. Nên bạn nào mà tìm hiểu và tham khảo dòng mỹ phẩm hay cosmetic thì các bạn cứ tham khảo những cái lượt mà hàng đi của công ty thì các bạn có sử dụng thử thì mới biết là nếu mà hàng tốt, hàng chất lượng. Bây giờ Phương Anh cũng nói hết, nếu mà hàng không ngon thì khách sử dụng một lần khách sẽ đi. Hàng mà ok chất lượng thì tất nhiên là khách sẽ quay lại ủng hộ mình hoài đúng không mấy bạn? Rồi cảm ơn các bạn nha, cảm ơn hệ thống đã coi livestream nha. Bây giờ Phương Anh và Phương Anh cho các bạn để đóng hàng giao cho mấy bạn nè. Bye bye.